Luật của sáu bào bảy báo và so với luật sống của người bình thường. Một, sao kê đám tang là chuyện vô lý, nhưng gạt bỏ con gái người ta qua một bên để tự tung tự tác thầu đám tang lại cùng hợp lý. Hai, nhà của họ Võ, họ Lê thừa hưởng là có lý, nhưng họ Võ thừa hưởng lại vô lý. Ba, con thương cậu thì được, nhưng con thương cha thì không được phép, cãi bằng được là nó không thương cha. Bốn, tương tự, cậu chỉ được thương cháu chứ không được thương con, bằng chứng thương con bị phủ nhận. Lời nói lúc cha con đang cãi nhau một lần được bám lấy và nói cha không thương con. 5. Con thừa hưởng gia tài theo pháp luật là vô lý, phải chia gia tài cho em, cháu mới hợp lý. Rồi thấy chưa đủ bộ, bổ sung kiện lần 2, đòi con về không, gia tài phải giao cho hai em và cháu. 6. Người giúp việc dời đi dọn nhà, lấy đồ của chủ thì được, con thừa hưởng gia sản của cha thì không được, mở tủ cha lấy tiền sửa xe của cha gọi là bất hiếu. 7. Lên sóng nói cộng đồng mạng tham gia vào việc gia đình của mình là vô lý, nhưng lại nhận tiền hợp lý từ cộng đồng mạng, rồi tự xử lý gọi media vào quay chuyện gia đình, họp báo nói chuyện gia đình, đưa thông tin cho Quỳnh Hòa Bình viết bài, 4 tháng là có lý. 8. Dòng họ này một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thanh niên tuổi ăn tuổi chơi, sự nghiệp đang lên, tự nhiên đem đứa con gái 2-3 tháng tuổi về nuôi là vô lý, nuôi con người khác rồi bỏ con ruột của mình là có lý. 9. Mình nói xấu người ta thì hợp lý, nhưng người ta phản bác lại là vô lý. 10. Mình 3-4 ông chồng thì được, nhưng người khác lỡ duyên là hư hỏng. 11. Ở nhờ 2 năm, chiếm nhà thì gọi là ruột thịt, còn thừa hưởng nhà thì gọi là tu hủ chiếm chỗ. 12. Cô phát của cha hàng ngàn cây vàng, nhà cửa thì không sao, nhưng con ruột trót tin nghe lời cô làm thiệt hại 64 triệu đồng của cha thì bị lên án. 13. Người chết bỏ ra 20 năm trả nợ cho mẹ mình thì là tất nhiên, con mình phụ giúp đám tang thì phải mang ơn mình là điều hợp lý. 14. Người mà mình nói sẽ lãnh nghiệp thì được mọi người yêu thương quan tâm giúp đỡ, từ vật chất đến tinh thần, con mình thì hưởng phước như em ve mùa hè, mà hè thì đã hết. 15. Đứa con nuôi thì giống người trong gia đình hơn cả đứa con ruột thịt. Đứa con ruột thịt thì chẳng giống tí nào cha mẹ mình, âu cũng là do duy truyền hợp lý. 16. Tức bình tinh thì tung hô là đứa con nuôi có hiếu, khi người ta không theo phe mình thì bảo con nuôi phản phúc. 17. Ca sĩ giải ba chê nghệ sĩ quán quân ca hát không hay, trong luật 6-7 thì có lý. 18. Những gì họ nói đều là có lý, chỉ có sự tồn tại của họ trên đời này là vô lý mà thôi. 19. Xí vô nhà người ta là nhà báo Sông Minh, không bao gồm nhà báo Quỳnh Hòa Bình là có lý hay không? 20. Có mặt kiểm điểm tiền mặt, còn khoản tiền qua tài khoản không đưa ra, chìa khóa thì mẹ giữ, vào hòm thì để phòng con, như vậy là minh bạch là có lý hay không?